Nhà tiên tri, xin hãy kiểm tra người. Nhà tiên tri, xin hãy kiểm tra người. Đây là người tốt, đây là người xấu, anh ấy là cái này. Em có muốn kiểm tra cô ấy không? Được, trời sáng rồi, tôi phát biểu, tôi là tiên tri. Tối qua tôi đã kiểm tra Tiểu Ngô, anh ấy là người sói. Cho nên chút nữa chắc chắn tôi không sống được hết đêm thứ hai. Cho nên mọi người nhất định phải nghe tôi. Sau khi tôi chết, nếu mọi người còn phải bầu phiếu nữa thì hãy bầu Mãnh Mã. Bởi vì hai người họ đều là đồng bọn sói. Thế thì không còn gì để chơi rồi. Thần Thần, cậu cũng chơi một ván. Đừng cứ làm quan tòa mãi. Đúng rồi, tôi cũng muốn làm quan tòa. Thua hai ván rồi, đúng vậy. Tôi cũng muốn làm quan tòa. Trời tối mờ nhắm mắt. Tiên tri mở mắt đi. Mời tiên tri kiểm tra người. Tiểu Ngô. Sếp Tưởng, lúc nãy chị Sản nói với em, chị ấy muốn tham gia Carnival tình yêu, nhưng mà mỗi công ty chỉ có một suất tham gia. Chúng ta xử lý thế nào đây? Ai tới trước thì được trước, cứ để cô ấy đi. Nhưng lúc trước người chúng ta định cử đi chẳng phải... Alo, xin chào. Anh Tưởng, lẩu tự sôi của anh để ở đâu đây? Anh chờ một chút. Còn có chuyện gì không? Cái này anh không ăn tôi mang đi nha. Dựa vào cái gì? Cậu tự đi mua đi. Đi đi. Chẳng phải là không mua được sao? Anh Tưởng à? Anh Tưởng. Alo. Lẩu tự sôi của anh để ở đâu đây? Lẩu tự sôi của anh. Anh cứ để ở nhà để xe cho tôi là được rồi. Anh Tưởng à? Nhưng đồ của anh có vẻ nhiều quá, chiếm cả chỗ đổ xe của người khác. Không sao, chỗ đổ xe hai bên đều là của tôi. Anh cứ để đó là được. Cảm ơn nha, vất vả rồi. Không sao. Đây, Mãnh Mã. Bác sĩ Chu, trà sữa, cảm ơn, không có gì. Tiểu Tiền, Lão Ngô, trà sữa. Ôi, cảm ơn bác sĩ Chu, tốt thật đó, không có gì. Mau lên, mau lên. Trà sữa. Cảm ơn. Vẫn còn không vui à? Đều trách em, miệng nhanh hơn não. Đồng ý để viện trưởng tới chơi ma sói. Nếu không, chúng ta có thể đi chơi riêng rồi. Hay là lát nữa kết thúc chúng ta đi ăn khuya đi. Vui lên đi. Các anh em, chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? Bắt đầu giết nào. Được thôi, đi mau lên, nhanh lên. Giết, 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 giết. Trời tối rồi, mời nhắm mắt lại. Mời sói mở mắt. Các sói hãy nhận mặt nhau. Mời sói giết người. Được, mời sói nhắm mắt lại. Trời sáng rồi, người chết tối qua là viện trưởng Ngụy. Ôi trời ơi, viện trưởng chết rồi. Tôi là tiên tri, tôi còn chưa được phát huy đã chết rồi. Có di ngôn gì không? Đầu hàng, đầu hàng. Trời tối rồi, mời nhắm mắt lại. Mời tiên tri mở mắt. Nhà tiên tri, xin hãy kiểm tra người.
Nhà tiên tri xin hãy kiểm tra người. Đây là người tốt, đây là người xấu, anh ấy là cái này. Em có muốn kiểm tra cô ấy không? Được, trời sáng rồi, tôi phát biểu, tôi là tiên tri. Tối qua tôi đã kiểm tra Tiểu Ngô, anh ấy là người sói. Cho nên chút nữa chắc chắn tôi không sống được hết đêm thứ hai. Cho nên mọi người nhất định phải nghe tôi sau khi tôi chết. Nếu mọi người còn phải bầu phiếu nữa thì hãy bầu Mãnh Hả, bởi vì hai người họ đều là đồng bọn sói. Thế thì không còn gì để chơi rồi. Thần Thần, cậu cũng chơi một ván, đừng cứ làm quan tòa mãi. Đúng rồi, tôi cũng muốn làm quan tòa. Thua hai ván rồi, đúng vậy, tôi cũng muốn làm quan tòa. Trời tối mờ nhắm mắt. Tiên tri mở mắt đi. Mời tiên tri kiểm tra người. Tiểu Ngô. Bác sĩ Tiền, sao anh lại mở mắt? Tôi là một dân thường bị chết mà. Không phải, vậy mọi người đều có thể mở mắt được chưa? Sắp mở mắt hết rồi, cứ mở ra đi. Người trẻ tuổi này đúng là không nhịn được. Chúng ta còn kìm nén không nói. Hai người này là... Ôi trời, không chờ nổi như vậy à. Rõ ràng quá mà. Mọi người biết từ khi nào vậy? Biết từ lâu rồi. Cậu nói xem, hai người bình thường cũng không chịu chú ý. Nhỏ tôi, nhỏ tiếng tôi. Tôi đã nói hai người họ có gì đó sai sai rồi mà. Ở trước mặt tôi mà. Tôi nhìn ra từ lâu rồi. Thôi đi. Nếu hai người họ muốn giữ bí mật thì chúng ta cho họ không gian. Được. Úi trời. Lúc đến cố ý để cho hai người cùng gọi một chiếc xe. Đến đây rồi thì để hai người ngồi cạnh nhau. Xem bọn tôi phối hợp chưa, công sức vất vả đó. Đúng vậy, lịch trực cũng xếp cho hai người. Đừng nói nữa, rõ ràng lắm. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Được. Bệnh viện chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện đôi đầu tiên rồi. Đúng, vậy có phải chúng ta nên chúc mừng không? Vừa rồi tôi nhảy hơi sớm, may mà cậu nhảy ra kéo tôi lại. Tôi nói chị nè, sau này chị phải nhảy chuẩn một chút. Chị đợi người ta đến bên cạnh chị rồi thì chị đột nhiên dọa một cái. Cảm giác đó, có hiểu không? Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ chờ họ tới chỗ này. Sẽ dọa cho họ chết khiếp. Thế cũng không đúng, tay của chị phải đánh thẳng. Chị đang diễn một con cương thi triều Thanh, mà không phải là thi thể Âu Mỹ. Được, là thế này sao? Được rồi, đi thay quần áo đi. Đừng quên. Nè, hai người nhận được tiền lương chưa? Xem một chút. Là thế này. Mỗi người đều có tài khoản đánh giá đúng không? Có. Có. Với thân phận là người chơi, viết hai đề xuất 5 sao, phải trên 100 chữ. Cảm giác chân thật là được. Được rồi, không thành vấn đề. Ok, ok. Vất vả rồi, về sẽ viết. Bye bye. Âm thanh nhận tiền thật là hay. Đi thôi, đi ăn đêm. Không được, nhất định tôi phải khóa sổ vào trong tủ bảo hiểm, không ai có thể động vào nó. Đi thay quần áo. Wow, cậu không biết có bao nhiêu người muốn nghe câu đó của lão hồ đâu. Không tồi, hạng mục của cô tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Biết rồi, đã nói 3 lần rồi. Người muốn tìm anh ta xếp từ Phúc Điền đến Xà Khẩu, đúng không? Nè, vậy cậu biết thế nào là livestream nằm ườn không? Biết chứ, cậu đã đăng vòng bạn bè rồi. Không phải chính là ăn lẩu nói chuyện mà lượng tiêu thụ cứ tăng mãi sao? Live thêm 2 ngày nữa mình nhất định xếp thứ nhất tầng 2 của bọn mình rồi. Chà, vậy mình cũng là đại lão đầu tư rồi. Ôi trời, vậy hai chúng ta đúng là lương tử tiểu quả. Cậu về rồi à? Ôi, vừa rồi mình còn nghĩ tới tiểu quả, kết quả lại gặp hai cậu. Nghĩ tới mình gì thế? Sắp phát tài rồi à? Gì vậy? Không phải sắp tới sinh nhật cậu rồi sao? Đã nghĩ đón sinh nhật thế nào chưa? Còn có thể thế nào nữa?
Đã 25 tuổi rồi. Các cậu còn nhớ 3 năm trước mình còn viết một danh sách nhiệm vụ không? Ừ. Chưa thực hiện được cái nào hết. Không ngờ thời gian vừa chớp mắt. Cái gì? Sao vậy? Hi. Hi. Ăn hoa quả đi. Nè, kiwi đó. Các cậu ngồi nghiêm chỉnh thế, làm gì vậy? Bọn mình bàn bạc xong rồi. Xin hỏi anh vài vấn đề đơn giản. Không cần đâu, bọn mình đã yêu nhau rồi. Không để ý chứ bác sĩ Chu? Không để ý, không để ý. Tiểu Đinh của bọn em lần đầu yêu đương. Vậy thì với vai trò là nhà gái đúng không? Theo lý, đúng, nên kiểm định. Anh cậu, bình thường tao ôm mày còn không được. Hôm nay mày bị làm sao thế? Sao tới thời khắc quan trọng mày lại làm hỏng việc vậy? Thật ra mèo rất thích có người sờ đầu và cằm của nó. Bình thường vị trí này nó không tự gãi được. Nếu như người khác sờ, nó sẽ rất thoải mái, giống như mẹ vậy. Được. Vậy, bọn em bắt đầu hỏi nha. Bác sĩ Chu, tại sao anh lại muốn làm bác sĩ thú y? Anh nói đi. Thật ra, lúc anh còn nhỏ, đã nhận nuôi một con chó hoang. Nó rất gầy. Anh muốn để cho nó ăn mập một chút, cho nên đặt tên cho nó là Cún Mập. Nhưng nó ăn thế nào cũng không mập được. Sau này anh mới biết nó đã bị một bệnh truyền nhiễm mãn tính hiếm gặp. Sau đó nó đã ra đi. Cho nên anh đã chọn động vật học, muốn làm một bác sĩ thú y. Sao anh chưa bao giờ nói với em vậy? Anh muốn từ từ cho em biết mà. Xin lỗi bác sĩ Chu, đã hỏi tới chuyện đau lòng của anh rồi. Vậy bọn em sẽ tiếp tục hỏi. Hỏi đi. Được, vẫn là em. Bác sĩ Chu, bình thường anh có hút thuốc không? Có uống rượu không? Có tập gym không? Trời, mấy cái này không cần hỏi đâu. Cái này để em. Bác sĩ Chu à, anh đã có mấy bạn gái cũ? Có còn liên lạc với bạn gái cũ không? Bạn gái cũ đẹp hay cô ấy đẹp? Cái này không. Cái này có thể trả lời. Vậy anh nói thật. Anh không hút thuốc, không tập gym, thỉnh thoảng uống chút rượu. Đã yêu 2 lần, đều ở đại học. Không liên lạc. Cô ấy đẹp nhất. Làm gì vậy? Khùng hả? Xin lỗi. Bị thùng cơm chó, không kịp phòng bị. À thế anh thích Tiểu Đinh ở điểm nào? Cái này không cần hỏi nữa. Mình tuyên bố kết thúc kiểm tra. Mọi người có muốn làm gì không? Có làm gì khác không? Đúng, chơi bài đi. Chơi bài thấy nhân phẩm. Bảy trừ ba còn bốn. Năm cộng một là sáu. Bốn nhân sáu là 24. Cưng à. Hả? Hay lắm. Ờ, tuyệt thật. Tiếp tục đi. Ừ.
10 nhân 10 là 100. 100 trừ 4 là 96. Sau cùng thì chia 4 là 24. Wow. Bác sĩ Chu lợi hại thật đó. Các cậu đang làm gì vậy? Cổ vũ đi chứ. Nhãn hàng. Tiếp tục. Ván này em không tính được. Đợi đã. 3 chia cho 7 là 3 phần 7, cộng thêm 3 là 24 phần 7. Nếu nhân thêm với 7 thì là 24. Anh lợi hại lắm. Xem như anh thắng rồi. Bọn em sẽ mời anh đi ăn sao? Không sao đâu, cứ để cho anh mời các em đi. Được thôi. Sau này phải phiền mọi người chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn. Cha, sân thượng nhà em thật sự rất đẹp. Đúng chứ? Vừa nãy bọn người tiểu quả tra hỏi anh như vậy, anh không giận chứ? Không đâu, bọn họ rất đáng yêu. Em thật sự không ngờ, hóa ra tình cảm của anh và chó mập lại tốt như vậy đó. Anh là vì nó nên mới lựa chọn làm bác sĩ thú y à? Đúng đó. Đến giờ bố mẹ anh vẫn chưa chấp nhận chuyện này cho lắm. Tại sao vậy? Bọn họ cũng là bác sĩ. Một người là bác sĩ nội thần kinh, một người ở khoa ung thư. Bọn họ chỉ cảm thấy ngành của bọn họ mới là chính thống. Lúc lên đại học, năm nào tới lễ Tết về nhà, khi họ hàng hỏi anh học ngành gì, bọn họ đều chỉ nói anh học bác sĩ thôi, chứ không có nói là anh học thú y. Nhưng mà cũng không sao, anh vẫn kiên trì với lý tưởng của mình. Thú y cũng đang dùng tấm lòng kính nghiệp đi giải cứu từng sinh mệnh một. Tất nhiên rồi. Đồng thời, anh cũng chưa từng từ bỏ việc chứng minh bản thân với họ. Cho nên, vậy nên anh mới chọn thi lên tiến sĩ. Lần đầu tiên thi tiến sĩ, anh không phát huy đủ tốt, cho nên năm nay mới muốn thử lại. Không sao đâu, năm nay anh nhất định sẽ có thể thi tới Bắc Kinh. Em không sợ phải yêu xa à? Nếu đã lựa chọn mạo hiểm rồi, yêu xa có đáng là gì chứ? Em đã nghĩ rồi. Đâu phải chúng ta không gặp nhau nữa đâu. Anh đi Bắc Kinh rồi, lúc nghỉ hè vẫn có thể về đây mà. Rồi thỉnh thoảng nếu như em có thời gian, em cũng có thể tới Bắc Kinh thăm anh. Thật ra gần đây anh cũng đang xem xét một vài trường ở Quảng Đông. Và không cần đâu, em nghe viện trưởng Nguyễn nói rồi, thầy hướng dẫn mà anh muốn thi nhất đang ở Bắc Kinh. Anh cứ lựa chọn những gì mình muốn đi. Tốt thật đó. Cái gì tốt chứ? Hôm nay tốt thật đó. Hôm nay chúng ta vừa bị đồng nghiệp chụp được, lại bị bạn bè của em bắt gặp. Vậy thì sao? Sau này chúng ta sẽ có thể công khai được rồi.